Đây là những hình ảnh rất quen thuộc ở vùng nông thôn trong mỗi dịp hè về. Có lẽ khi xem những hình ảnh này, nhiều người trong chúng ta sẽ mỉm cười vì những niềm vui tuổi thơ. Thế nhưng, để có được những niềm vui ngây thơ ấy, nhiều em đã phải đánh đổi bằng mạng sống. Trẻ em là đối tượng dễ bị tai nạn thương tích. Trong đó, đuối nước là một trong những tai nạn phổ biến nhất. Và cứ mỗi mùa hè đến, vấn đề an toàn cho trẻ em lại đặt lên vai mỗi người lớn chúng ta một trách nhiệm nặng nề. Trẻ em, đặc biệt là trẻ em nông thôn, chơi gì trong những ngày hè? Vẫn là những trò chơi quen thuộc với tuổi thơ. Đá bóng, tắm sông, leo trèo. Chỉ có điều, những trò chơi này được tổ chức tự phát ở bất kỳ đâu. Một bãi cỏ bên lề đường, cạnh bờ ao, bờ sông, dưới nước. Những nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mà các em, do mải mê với những niềm vui ngây thơ, đã không để ý đến, hoặc có từng được người lớn nhắc nhở thì cũng không lưu tâm nhiều. Mùa hè cháu rất hay ra đây đá bóng và đá rất là vui ạ. Cháu thấy đá ở đây cũng rất nguy hiểm nhưng bởi vì ở đây có nhiều bạn và nhà cháu. Chúng cháu cũng rất cố gắng để đá nhẹ. 3 tháng hè, tạm rời xa sự quản lý của nhà trường. Các cô cậu học trò nhỏ thỏa sức vui chơi. Bản thân bố, mẹ, ông bà, người thân của các em ý thức rất rõ những nguy cơ mất an toàn khi con em mình chơi tự do, thiếu vắng sự quản lý của người lớn. Nhưng vì rất nhiều lý do, họ cũng không thể để mắt đến con em mình được chu đáo. Hè về thì cháu anh là cháu đi chơi cả ngày. Khi mà đi tìm anh là anh về, mà không đi tìm mà thôi. Anh đi với bạn với bé là anh đi chơi thằng xóm thằng làng đây thôi. Địa phương đấy là về mùa hè đấy là chị con không có trò chơi quá. Trò chơi thì không có cái thân, không có cái chỗ mà đi cho trẻ con đi chơi. Mà thường thường là đây tôi chiều đi hành có đi du lịch tầm mà đấy thôi. Mong muốn cho trẻ con đi có cái sân chơi. Cái địa phương đi bị những hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày nắng nóng, trò chơi yêu thích nhất của nhiều em nhỏ là tắm sông, suối, ao hồ để giải nhiệt. Và đây cũng chính là nguồn cơn của rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn. Chỉ tính đến tháng 6 năm 2014, chúng ta đã chứng kiến 22 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước tại Yên Thành, Nghi Lộc, Đô Lương. Em Phan Thị Oanh ở xã Bài Sơn, huyện Đô Lương. Em Phạm Gia Huy ở Phúc Thành, huyện Yên Thành. Hai anh em Đinh Công Nguyên và Đinh Công Lý ở xã Hùng Thành, huyện Yên Thành. Mỗi cái tên là một vết thương day dứt lòng những người còn sống. Cháu Trần Quốc Duy, cháu nội của ông Đăng, năm nay mới 13 tuổi. Em của một bạn trai cùng lớp chết đuối trong một buổi đi chơi cùng các bạn trong lớp tại biển Nghi Thiết. Gia đình em đã phải chịu một mất mát quá lớn chỉ để rút ra bài học đáng giá về vấn đề quản lý trông nom trẻ trong dịp hè. Từ đây thì cũng là một cái đau thương cho gia đình rồi, nhưng mà cũng là một cái bài học cho mình, cho gia đình, cho con cháu. Đi con ly đo mà phải là có như mà làm cái kinh nghiệm mà quản lý là con cái về sau đi. Có thể nói, đuối nước đang là tai nạn chủ yếu gây chết người trong mùa hè đối với trẻ em và đang gióng lên hồi chuông báo động chung về sự an toàn cho trẻ nhỏ trong mùa hè. Trẻ em của chúng ta đang thiếu một môi trường sống an toàn, những sân chơi lành mạnh, bổ ích và hơn hết là thiếu trầm trọng
những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân trong các trường hợp nguy hiểm. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, các giải pháp để tạo dựng môi trường sống an toàn, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ em đã được các ngành, các cấp triển khai rộng rãi. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai các mô hình phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, như mô hình ngôi nhà an toàn, mô hình dạy bơi và kỹ thuật cứu đuối từ năm 2010 tại 9 huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các địa phương tập trung tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong dịp hè, nhằm tạo ra những sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ, hạn chế tai nạn thương tích có thể xảy ra. Những điều đáng lưu ý là các giải pháp chỉ mới triển khai được ở một số địa phương thí điểm và hầu hết các hoạt động đều chỉ tập trung trong một vài tháng hè mà chưa phủ đều quanh năm, chưa phủ đều đến từng địa phương, từng gia đình, từng em nhỏ. Những cái mà chúng tôi thấy rằng đang khó khăn, cản trở cái chỗ này đó là cái điều đầu tiên là do điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn hạn hẹp. Cái môi trường sống nó chưa đảm bảo an toàn, dễ gây ra cái tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Cái thứ hai nữa là cái vai trò chỉ đạo của chính quyền địa phương, nhất là cơ sở, là vẫn còn cái chỗ nào đó còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức cho cái công tác này. Thứ ba nữa là cái vai trò của gia đình trong vấn đề là quản lý, giám sát các cái hoạt động của em. Yên Thành là huyện đồng bằng bản sơn địa, có 252 hồ đập lớn nhỏ và có nhiều hệ thống sông ngòi, ao đầm, có nhiều tuyến đường, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã. Là huyện có dân số đông, trong đó trẻ em có gần 80.000 em. Về nhận thức của một số người dân về phòng chống tai nạn thương tích chưa cao. Từ những đặc điểm trên có phần làm ảnh hưởng dẫn đến tai nạn thương tích cho trẻ em. Tại huyện Yên Thành, với 33 xã thị trấn, công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em chỉ mới dừng lại ở tập huấn tuyên truyền cho cán bộ 33 xã thị trấn. Chỉ duy nhất xã Liên Thành được cấp kinh phí triển khai mô hình phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em từ năm 2012. Một tỷ lệ vô cùng ít ỏi. Với chính các địa phương xây dựng mô hình điểm, thì việc duy trì hiệu quả của mô hình một cách lâu dài, bền vững là điều không hề dễ dàng. Cụ thể, như ở xã Liên Thành, với địa bàn nhiều ao hồ, sông đập, trong những năm trước đây, thường xuyên xảy ra các trường hợp đuối nước ở trẻ em. Nhưng từ năm 2013 tới nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp đuối nước nào. Đó là thành công, cũng là thách thức với chính quyền xã, bởi để duy trì hiệu quả mô hình cần rất nhiều yếu tố. Trong cái quá trình mà để xây dựng cả cái mô hình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ thì khó khăn nhất là cái bước là phân tích và đồng thời là tuyên truyền cái nhận thức đối với định cho nhân dân là cái bước khó khăn nhất, vì cái nhận thức của nhân dân là chưa được đồng đều và đồng thời tức là chưa được triển khai sâu rộng đến các từng hộ gia đình để các hộ gia đình biết được tức là cái tầm quan trọng về cái phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Địa bàn Liên Thành là địa bàn xã thuần nông, thu nhập chủ yếu là nông nghiệp, cho nên cái điều kiện đầu tư các cái mô hình để xây dựng cái ngôi nhà an toàn, cái cộng đồng an toàn cho trẻ em trong cái phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước thì cái việc kinh phí là còn hạn chế, cho nên ảnh hưởng đến cái mục tiêu, cái chương trình và xây dựng các cái mô hình, đặc biệt là để đảm bảo cho hiệu quả và cái tính bền vững lâu dài. Còn những địa phương khó khăn như xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc thì việc triển khai các giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo cho các em một mùa hè vui chơi an toàn, lành mạnh là điều còn khó khăn hơn. Xã Nghi Quang có địa hình phức tạp, dân số 5.783 người. Trong đó,
trẻ em chiếm 27,08%. Với điều kiện eo hẹp của địa phương thì công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em mới chỉ dừng ở mức tuyên truyền, vận động ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi gia đình. Đồng thời, cứ mỗi dịp hè về, chính quyền xã đều chỉ đạo cho đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động vui hè bổ ích nhằm giảm thiểu các tai nạn thương tích không đáng có do các em chơi tự do. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện nay, do quỹ đất đang thiếu nên chưa có một sân chơi đúng nghĩa cho các em vui chơi. Các hoạt động cũng mới tập trung vào một số thời điểm như đầu hè, trung thu, trước ngày 2 tháng 9. Ở địa phương thì hắn cũng còn có những cái khó khăn bất cập xảy ra. Dân nông thôn thì hắn khác với các cái đô thị khác. Tức là cái điểm vui chơi cho các cháu thì chưa có. Nên là cái dạy con là cơ bản là các gia đình. Biện pháp hiện tại thì đối với chính quyền thì cũng rất là khó khăn. Một là khó khăn về mặt kinh phí. Để công tác tuyên truyền được đảm bảo. Rồi là tổ chức các cái buổi tập huấn, các cái hội nghị là còn bất cập. Cái thứ hai là con người. Thì hiện tại bây giờ thì trong những năm gần đây thì đối với chính quyền địa phương cũng quan tâm, nhưng mà thực chất con người mà đi mà làm cái chỗ này còn đang còn khó khăn. Trong thời gian qua, các cấp các ngành đã có sự vào cuộc tích cực trong công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho trẻ em trong những ngày hè. Tuy nhiên, ở mỗi địa phương, mỗi cấp, mỗi ngành đều có những khó khăn riêng trong việc triển khai các giải pháp phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Có lẽ vì thế mà thực trạng trẻ em gặp các tai nạn thương tích, thậm chí chết người mỗi khi hè về vẫn còn xảy ra thường xuyên, gây ra những tổn thất mất mát lớn cho gia đình, nỗi tiếc thương cho cộng đồng. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, dù rất quan tâm đến trẻ em, thì chúng ta vẫn chưa tạo ra được một môi trường sống an toàn, phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ. Sắp tới thì chúng tôi sẽ một mặt là tiếp tục sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh có công văn chỉ đạo các địa phương là tiếp tục thực hiện tốt cái quyết định số 943 của Ủy ban tỉnh. Cái thứ hai là phải tổ chức các hoạt động truyền thông rộng lớn hơn nữa, nhất là mùa hè, để nâng cao kiến thức cho các toàn xã hội mà đặc biệt là vai trò của gia đình. Thứ ba là chúng tôi cũng muốn là các cấp các ngành, các cái tổ chức cùng phối hợp làm thế nào đó mà cải tạo được cái môi trường. Muốn mỗi trẻ em đều có một mùa hè lành mạnh và bổ ích, rất cần hơn nữa trách nhiệm, sự quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa của từng bậc cha mẹ, từng gia đình, các cấp các ngành liên quan để mỗi dịp hè về, chúng ta không còn phải chứng kiến những trường hợp đau lòng. Và câu hỏi làm sao để đảm bảo an toàn cho trẻ trong những ngày hè không còn là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.